trình Nâng Tầm Vóc Việt cho một tương lai vươn cao. Xin mến chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, vừa qua thì từ hộp mail và fanpage Nâng Tầm Vóc Việt, chúng tôi đã nhận được nhiều câu hỏi thắc mắc của các bậc cha mẹ mới lần đầu chăm nuôi con ở giai đoạn sơ sinh và nhũ nhi. Trong đó thì nhiều người quan tâm đến việc massage, nắn bóp tay chân cho trẻ nhỏ. Không ít người băn khoăn liệu điều này có thật sự mang đến nhiều lợi ích cho trẻ hay không? Nên thực hiện phương pháp này cho trẻ vào lúc nào và cần phải lưu ý những gì thì mới đạt được hiệu quả tốt nhất? Câu trả lời cho tất cả vấn đề này thì sẽ được đề cập trong nội dung chương trình hôm nay. Ngay bây giờ, kính mời quý vị hãy cùng theo dõi. Sau nhiều năm mong đợi, vợ chồng chị Ngọc Diễm mới có được đứa con đầu lòng. Mong muốn con được khỏe mạnh, phát triển toàn diện. Nên bên cạnh những việc chăm sóc cần thiết, chị còn chọn thực hiện thêm phương pháp massage, nắn bóp chân tay cho con mỗi ngày. Em cũng tham khảo nhiều, ông bà già xưa cũng nói là giống như khi bé bú sữa thì mình cũng phải nặng để chạy sữa để cho xương đồ chắc khỏe đó. Em áp dụng theo cái phương pháp đó thì vợ chồng em thì cũng không có thời gian nhiều tại vì công việc này kia nữa, nên em chọn cái dịch vụ để hỗ trợ thêm cho bé massage, xong rồi cho bé vận động. Là đứa con cháu đầu tiên trong gia đình nên cậu bé có biệt danh cá heo này được ông bà cha mẹ dành trọn tình yêu thương, chăm sóc. Từ khi sinh được 15 ngày tuổi đến nay, được hơn 4 tháng tuổi, ngày nào cá heo cũng được tập vận động, massage, nắn bóp chân tay mỗi ngày. Lo bản thân làm không đúng cách, mẹ của cá heo, chị Thúy Vi, đã đưa em đến spa dành riêng cho bé và mẹ sau sinh để được chăm sóc bài bản, chuyên nghiệp. Nhà ba mẹ em có chỉ cho em tập bú sữa bóp chân tay cho em bé, nên tập cho em bé từ nhỏ. Ngày tắm xong thì em sẽ tập cho bé, hoặc là giấc trưa bé ngủ giấc xong rồi cái em có chơi với bé, rồi có tập thể dục cho bé gì đó, bóp massage cho em bé. Massage cho bé là việc cha mẹ, người chăm sóc dùng tay vuốt ve nhẹ nhàng, nhịp nhàng trên cơ thể của bé. Đây cũng là một hình thức để tận hưởng thời gian bên con và giúp cha mẹ gắn kết với con hơn. Do đó hiện nay, phương pháp này được nhiều gia đình, người chăm sóc trẻ lựa chọn thực hiện. Theo các chuyên gia y tế, điều này có cơ sở khoa học và mang đến nhiều lợi ích thiết thực. Massage cho bé mang lại lợi ích rất là nhiều. Thì đối với bé thì người ta thấy là thứ nhất là người ta thấy là nó sẽ giảm đau, giảm căng thẳng sau một cuộc sanh. Đó là người ta có. Thì khi cái động tác massage mình tiếp xúc với cái da, cái thích da rồi cái thích cơ thì cơ thể tiết ra những chất làm cho giảm đau, trong đó có chất là endorphin chẳng hạn. Đó là có lẽ chúng ta thấy rất là rõ. Cái lợi thứ hai á thì người ta cũng thấy là khi mình massage vậy đó thì có thể giúp trẻ là ngủ ngon, phát triển tốt về tâm thần, vận động ha. Và đặc biệt là người ta thấy là massage, khi mà massage mà đúng cách, đúng thời điểm thì nó giúp hầu như là toàn diện, giúp trẻ có thể là ăn ngon, phát triển về cân nặng, phát triển chiều cao. Và một điều đặc biệt nữa là khi mình massage gì đó thì cái đứa bé nó có một cái gắn kết gần gũi với người chăm sóc đó, đặc biệt là mẹ hoặc là người nuôi bé. Còn đối với cái người cha hoặc mẹ mà khi mà massage cho con thì cái lợi ích thấy đầu tiên là cảm thấy nó gần gũi với con cái, người ta tự tin. Ta có thể tự tin để nuôi dạy con cái người ta. Và người ta thấy một điều nữa là sao? Là khi massage cho trẻ như vậy đó, thì người ta thấy là ta sẽ giảm được cái chuyện là trầm cảm sau sinh. Các bậc phụ huynh đó, thứ nhất là nên cho con massage không những giai đoạn sơ sinh không, mà cả giai đoạn nhũ nhi luôn. Tức là trước 1 tuổi là cái nhất. Thứ hai thì nên chọn những cái cơ sở, những cái nơi mà chăm sóc uy tín để mình lựa chọn, để mình làm. Thì cái việc hiệu quả mới cao được. Việc massage, nắn bóp tay chân cho trẻ là những thao tác đơn giản, dễ làm. Tuy nhiên, nếu không am hiểu và trang bị những kiến thức cơ bản, thì cha mẹ sẽ rất dễ thực hiện sai cách và gây ra những ảnh hưởng không tốt cho trẻ. Hãy thực hiện phương pháp này đúng cách theo thông tin khuyến cáo sau đây từ các chuyên gia. Trước khi mình tiếp xúc với trẻ, mình sẽ sát khuẩn tay ha. Mình sát khuẩn tay sạch xong mình mới tiếp xúc với trẻ. Thì trẻ được massage thì sau khoảng 10 ngày tuổi, tùy theo tình trạng sức khỏe của trẻ. Có thể sớm hơn hoặc có thể là muộn hơn.
trước khi mà các mẹ massage cho trẻ thì nên nhớ là hạn chế cho trẻ bú no trước khi mà mình massage, tại vì khi đó trẻ bị trướng bụng với lại khó chịu khi mà mình massage cho trẻ. Ngoài ra thì mình còn phải đợi sau 15 phút massage rồi hãy cho trẻ bú lại. Mình sẽ massage vùng đùi trước, mình massage nhẹ nhàng vùng đùi, mỗi động tác từ khoảng 5 đến 7 lần. Xong mình di chuyển xuống phần mu bàn chân, mình massage vuốt nhẹ nhàng bàn chân. Mỗi động tác từ 5 tới 7 lần, sau đó mình sẽ đi từ lòng bàn chân đưa lên ngón chân vuốt từ 5 tới 7 lần. Động tác nhẹ nhàng theo tác uyển chuyển. Khi hết chân bên này xong mình chuyển qua chân bên kia. Sau đó mình sẽ lên trên vùng cánh tay, mình massage vùng cánh tay, mỗi động tác vuốt nhẹ nhàng cũng phải 5 đến 7 lần luôn. Từ mu bàn tay vuốt xuống ngón tay, xong rồi từ lòng bàn tay rót nước ngược lên nở ngón tay, sau đó thì chuyển qua động tác tay tiếp theo. Tiếp theo thì các mẹ sẽ massage vùng ngực cho trẻ, động tác thì cũng uyển chuyển nhẹ nhàng, từ trong ra ngoài vuốt nhẹ trên lồng ngực của trẻ, sau đó mình chuyển xuống vùng bụng. Massage cùng chiều với kim đồng hồ, mình đi nhẹ những ngón tay trên vùng bụng cùng chiều của đồng hồ để cho trẻ dễ vận động, dễ tiêu hóa, tránh được tình trạng trướng bụng cho trẻ. Sau khi tất cả các động tác xong, mình sẽ quấn trẻ lại tới động tác trên trán, đi trên vùng trán và vùng mặt của trẻ thì mình vuốt nhẹ, lấy hai ngón cái mình vuốt nhẹ từ trong ra ngoài trên vùng trán, sau đó xuống vùng mặt, từ nhân trung vuốt nhẹ qua khuôn mặt, sau đó mình lên trên vùng đầu, vuốt nhẹ vùng đầu, vuốt và massage qua vùng tay. Sau khi mình massage vùng đầu xong thì mình sẽ ẵm bé chuyển lâu nằm sấp lại để mình massage vùng lưng. Thì vùng lưng mình cũng sẽ dùng một lượng dầu massage vừa, massage nhẹ nhàng, hạn chế tránh cái vùng xương sống của trẻ. Đi hai bên đều lướt nhẹ, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Thưa quý vị, việc massage nắn bóp chân tay đúng cách thì sẽ mang đến nhiều lợi ích sức khỏe, tạo nền tảng thúc đẩy cho sự phát triển tầm vóc sau này của trẻ. Tuy nhiên, việc quan trọng hóa phương pháp này thì cũng cần nên xem xét lại. Hiện nay thì có nhiều người còn quan điểm rằng trẻ sơ sinh không được nắn bóp chân thì chân sẽ dễ bị cong vòng kiềng hay còn gọi là chân lư, hay là chân của con sẽ dễ bị vòng kiềng là do cha mẹ hoặc là người chăm sóc không biết nắn chân ngay từ nhỏ. Điều này có đúng hay không? Thông tin từ chuyên gia sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này. Gần 10 tháng qua, ngày nào cũng vậy, mỗi khi cho con uống sữa là chị Châu Ngân lại nắn bóp chân tay cho bé, với mong muốn đây sẽ là cách giúp chân tay của con được thẳng, không bị dị dạng, tạo đà sau này cho con được cao lớn, có dốc dáng đẹp. Cho bú thì mình massage tay, massage chân, massage lòng bàn tay, lòng bàn chân cho em tay chân thì nó thẳng đều. Khi mình không massage đều đặn cho bé thì tay chân nó cũng không được thẳng thớm nữa. Mình muốn con mình dáng đẹp thì mình phải massage thường xuyên. Không chỉ chị Châu Ngân mà hiện nay nhiều người chăm sóc trẻ cũng rất xem trọng và quan trọng quá việc massage tay chân cho trẻ. Thậm chí nhiều người còn cho rằng trẻ sinh ra mà chân không được nắn bóp thường xuyên thì chân sẽ bị dị dạng, dễ bị tình trạng chân lư, chân vòng kiềng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, dị tật chân vòng kiềng được xác định khi chân của trẻ trong tư thế đứng thẳng hay chân khép sát, mắt cả chân bên trong chạm vào nhau, trong khi hai đầu gối cách xa nhau. Quan sát từ xa, hai chân sẽ tạo thành hình vòng cung hoặc hình chữ O. Chân vòng kiềng ở độ tuổi từ 0 đến 2 tuổi có thể là một tình trạng sinh lý bình thường của trẻ và giảm dần sau khi trẻ lên 3. Nếu hình dáng chân của trẻ sau 3 tuổi vẫn bị vòng kiềng, trục hay chi dưới không cải thiện tình trạng cong, thì đây là dấu hiệu của bệnh lý hoặc chứng rối loạn tăng trưởng. Trường hợp này nên đến ngay cơ sở y tế để thăm khám và điều trị. Chứ việc massage nắn bóp không đúng phương pháp hay điều trị không kịp thời sẽ dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc. Đối với những đứa trẻ mà khi mình phát hiện được cháu bị biến dạng về cái dáng, mà đa số trong đó nó có biến dạng cái chân vòng kiềng hoặc là chân chữ X, thì nếu như các bạn điều trị không kịp thời thì nó sẽ để lại một cái dự hậu rất rất là xấu mà ảnh hưởng đến suốt cuộc đời của bé. Đầu tiên là cái dáng của nó mà không có tốt như bạn bè thì nó sẽ tạo một cái mặc cảm rất là lớn. Cái thứ hai, nếu như trong cái tình trạng cái trục của cái cơ thể đó, cái xương của mình nó đã biến dạng thì cái trục cơ thể nó sẽ lệch đi. Mà cái trục của cơ thể nó lệch đi và để lâu dài đến nó phát triển dần tới 18-20 tuổi thì nó định khung luôn là cái dốc dáng nó sẽ
bị biến dạng đi, tiếp tục phát triển lên với cái cân nặng của cơ thể. Cái cơ quan kế tiếp mà cái xương nó sẽ chịu đựng cho cái cơ thể đó là cái khung chậu. Cái khung chậu mà nó bị lệch bởi cái chân như vậy, trục nó lệch đi thì cái khung chậu nó sẽ phát triển kém đi. Và cái khung chậu nó lệch cái khung chậu thì ảnh hưởng rất lớn, nhất là đối với người phụ nữ. Khi người phụ nữ đó lập gia đình, khi mang thai nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn tới sinh nở. Cái xương chày, xương đùi nó bị biến dạng, xương chậu nó biến dạng thì chắc chắn cột sống sẽ biến dạng. Mà cột sống biến dạng thì các bạn biết rồi, nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn trong cái sinh hoạt. Gù vẹo, thoái hóa thì cái dáng đi nó sẽ khó và sẽ bị cái tình trạng thoái hóa khớp, các cái biến dạng khớp. Khi mình phát hiện có một cái dị tật về dáng đi, về cái hình dáng, về chiều dài, độ cong các cái của cái khung xương của con người, cái dáng đi nó lạ đi, thì tốt nhất vẫn phải đến một cái cơ sở y tế với đội ngũ y bác sĩ chuyên về xương khớp, với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên được đào tạo bài bản về tập luyện, thì sẽ có hướng dẫn và tập luyện để điều chỉnh. Đến đây thì thời lượng dịch chương trình cũng đã hết. Kính mời quý khán giả nếu có những ý kiến đóng góp hay vấn đề băn khoăn liên quan đến việc chăm nuôi con khỏe mạnh thì hãy kết nối với chúng tôi qua hộp mail và tương tác qua fanpage của chương trình Nâng Tầm Vóc Việt. Ekip thực hiện chương trình cũng rất mong nhận được sự hợp tác với các đơn vị nhãn hàng có liên quan hoặc quan tâm đến việc nuôi dạy con khôn lớn để chung tay thực hiện nhiệm vụ quan trọng nâng tầm vóc Việt cho một tương lai vươn cao. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong số phát sóng tiếp theo.